đẹp như vậy đáng lẽ kích thích cho nó ham chơi ham làm mà không. Nhưng mà người ta đưa giấy màu đen và giấy màu trắng thì nó dùng. Thành ra chúng ta thấy khi cái tinh thần của con người xuống rồi, cái nhìn cuộc đời toàn một màu đen. Thành ra những người mà diễn tả nó cuộc đời, nhìn đời như màu đen, mình thấy có lý. Hồi đó mình nói tại sao được có chuyện vậy. Nhưng mà thưa quý vị, có chứ không phải là không. Rồi mãi mấy tuần lễ sau, các em mới bắt đầu chịu vẽ, đưa bút chì màu đủ thứ hết trơn hết rồi. Các em vẽ màu đen. Cái ảnh hưởng ở trong cái tâm trí vẫn còn đó. Các em chỉ thấy màu đen thôi. Rồi vài tuần lễ sau, bây giờ nó hơi khá hơn, thấy có màu đục, màu xanh lá cây. Rồi vài tuần lễ sau nữa, thấy bây giờ trời mới xanh. Rồi một thời gian sau, bây giờ mới sáng sủa. Thì cái ảnh hưởng tâm lý rất là nặng nề, chỉ màu thôi. Và cái nhìn ngoài hoặc giả là từ trong tỏa ra, nó đều bộc lộ được cho chúng ta những cái điểm đó. Bây giờ chúng ta thấy hồi nãy các em kia chỉ thích màu đen màu trắng. Bây giờ nói tới màu đen màu trắng, đối với các quý vị màu trắng có ý nghĩa gì? Xin vui lòng góp ý nha. Trong sạch phải không? Tinh khiết phải không? Cái gì nữa? Thanh nhã. Thanh nhã. Rồi cái gì đó? Chết. Trắng bạc, chết tươi. Cái đó là chết khô chứ không chết tươi nữa. Ok, rồi còn gì nữa? Nó có nhiều lắm. Thí dụ ở trong tiếng Anh họ gọi tinness này khi cái đó đủ thứ trở lại. Mà khi mình nói láo thì họ gọi là gì? Thành ra bây giờ cái điểm mình muốn nói thế này, cái ý nghĩa của màu sắc nó có nhiều và nó có khác nhau. Khi mà mình dùng không đúng chỗ thì cái nghĩa nó không còn. Bởi vậy cho nên khi áp dụng nhiếp ảnh, mình cũng nên dùng cái màu gì để diễn tả cái gì, chứ không phải có màu là được. Không phải màu tươi là đẹp. Rồi bây giờ màu trắng lên như vậy, còn màu đen thì sao? Tan đâu? Và nên đi đám tang mình chỉ có hai màu dùng à. Một là trắng, hai là đen. Rồi màu đen có nghĩa gì nữa? Hồi nãy đằng kia trong trắng, tinh sạch thì bây giờ nó ngược lại. Giờ thấy ổ quê, phải không? Đen bạc thì cái đen bạc trắng. Rồi đen có nghĩa gì nữa? Cái mà dạ, cái khám phá của người ta nó lạ lắm. Bây giờ họ làm một cái cuộc khám phá, không phải là thực hiện liền cho đó, nhưng mà họ lấy lại cái bảng số điểm của những cái đội banh lớn ở trên thế giới ở trong suốt 15 năm. Trong suốt 15 năm, họ lấy cái số điểm và lấy cái số bị phạt của các toán nhập lại. Thì họ thấy cái toán nào mặc đồ đen
là cái toán thù và oán hết, và phạm lỗi nhiều hơn hết. Trắng thì có vẻ nho nhung nhã, đồng phục. Khi mà đánh nhau mà mình muốn ngưng bắn thì mình làm gì? Đưa cờ trắng đầu hàng, phải không? Đó. Còn mà đen thì là ghê gớm lắm á. Thành ra mấy người mà Á Đập mà mặc đồ đen che mắt cái trơn, để đừng quý trơn thấy cái mắt đó, mình cũng phải sợ chứ. Có thật hay không mình không biết, nhưng mà cái ảnh hưởng tâm lý nó reflect, nó cho mình một cái phản xạ tự nhiên là mình phải dạy dặn mấy người đó. Người ta nghiên cứu mấy đứa nhỏ, mấy đứa baby 5-7 tháng cho những trò chơi màu trắng và cái màu đen, thì mấy đứa nhỏ nó lựa cái màu trắng, nó không lựa cái màu đen. Trong tiềm thức, trong một cái hiểu biết nào đó, nó có vẻ nó cũng hơi e dè màu đen. Bởi vì có thể nó nghĩ màu đen là nguy hiểm, góc nhọn là này kia cái nọ, có thể là ảnh hưởng nó nhiều, thành ra nó chọn đồ trắng mà nó chơi. Rồi ở trong vấn đề thực phẩm, người ta chọn hai món đồ ăn, một cái trên cái dĩa trắng, một cái trên cái dĩa màu đen, thì bán theo loại bán ở nhà hàng để thiện đĩa, thiện đĩa đó, thì khách hàng họ mua cái dĩa đồ trắng hơn là cái dĩa màu trắng hơn là cái dĩa màu đen. Bởi vì nó có liên hệ đến cái vấn đề tinh sạch và ngon lành, cái đen thấy hơi sợ. Cái đó là cái phản ứng tự nhiên. Rồi, bây giờ ở đây có ba cảnh sát, ba sắc phục khác nhau, màu khác nhau. Người ta thí nghiệm thì người ta thấy cái ông mà cảnh sát mặc áo đen là con người dùng vũ lực, con người có vẻ sẵn sàng để mà đàn áp, và con người sẵn sàng để mình nhận thua lỗ.